Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tuổi Giáp Tý nữ mạng, những người sinh năm 1984, diễn tiến qua từng năm tuổi từ 38 đến 60 tuổi chi tiết chính xác nhất. Những diễn tiến qua từng năm tuổi của tuổi Giáp Tý nữ mạng, những người sinh năm 1984. Giai đoạn từ năm 38 tuổi đến 42 tuổi. Năm bạn 38 tuổi, tức là bạn gặp năm Tân Sửu 2021. Năm này với nữ tuổi giáp tý đối chiếu ngũ hành sinh khắc thì bạn tuổi giáp tý bản mạng hải trung kim gặp năm thổ là tương sinh, thổ sinh kim. Báo hiệu một năm thuận lợi trên nhiều phương diện. Công danh sự nghiệp năm 2021 không có nhiều thay đổi, chủ về ổn định và được đồng nghiệp giúp đỡ hoàn thành tròn vai trò của mình. Đối với những quý cô đang kinh doanh, làm ăn buôn bán thì năm nay không thu được lợi như ý muốn, đôi lúc sẽ gặp khó khăn nhưng sớm được người hỗ trợ giải quyết. Năm 2021 bạn gặp sao chiếu mệnh là vân hớn chiếu mạng, là hỏa tinh, bạn gặp sao văn hớn chiếu mạng thì dễ gặp sự khẩu thiệt tai hình, các việc liên quan đến thai sản hay kiện thư nhiều phần bất lợi đặc biệt là vào các tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Năm 2021 cũng gặp hạn ngũ mộ tiểu hạn, hạn này chủ về tài lộc không được may mắn, tình cảm dễ có chuyện bất an. Năm này bạn nên sử dụng màu trắng tốt cho sức khỏe và tài lộc sẽ giúp ích cho công việc kinh doanh làm ăn, hạn chế dùng màu đỏ mang đến khó khăn trong cuộc sống nhìn chung năm Tân Sửu 2021 là một năm trung bình đối với bạn nữ tuổi giáp ký. Năm này tiền bạc làm ra không nhiều nhưng lại có nhiều khoản chi nên không dư giả có thể coi là tài lộc ở mức trung bình. Sức khỏe không có gì đáng ngại, tình cảm không được tốt cần phải chú ý vun đắp tình cảm gia đình nhiều hơn. Năm bạn 39 tuổi, tức là bạn bước sang năm nhâm dần 2022. Xét về thiên can, thiên can của tuổi 1984 là giáp gặp năm 2022 là nhâm, kết quả bình hòa đây là một năm công việc làm ăn bình thường không có quá nhiều khởi sắc nhưng cũng không đến nỗi đụng đâu hỏng đó xét về địa chi địa chi tý gặp dần cũng cho ra kết quả bình hòa tử vi tuổi giáp tý nam nhâm dần nữ mạng cho thấy tiền bạc trong năm có làm ra nhưng chỉ đủ để chi tiêu gia đình không tích lũy dư giả được nhiều xét về tứ trụ thiên hư địa hung tức là trong năm 2022 khó đạt được thành tựu trong công việc dễ gặp khó khăn hoặc bị người phá hoại đường tình duyên tình cảm gặp trục trặc không thuận lợi Xét về ngũ hành bản mệnh tuổi giáp tý 1984 và năm nhâm dần 2022 đều mang mệnh kim nên kết quả là tương trợ. Tử vi tuổi giáp tý năm 2022 nữ mạng được quý nhân phù trợ nên có thể vượt qua những khó khăn, giữ cuộc sống ổn định. Xét về ngũ hành cung phi, cung phi tuổi 1984 nữ mạng là cấn, thổ, gặp năm 2022 nhâm dần là khôn, thổ, cho ra kết quả tương trợ. Sao chiếu mạng, sao la hầu, hung, đây là sao dự báo về những điều không may có thể xảy đến. Trong năm 2022, nữ giới tuổi giáp tý có thể gặp những rắc rối liên quan đến việc làm ăn kinh doanh, hao tài. Tuổi giáp tý năm nhâm dần nữ mạng trên các phương diện. Công việc của phụ nữ tuổi giáp tý 1984 có thể gặp chút khó khăn trong năm nhâm dần 2022. Tuy nhiên với sự kiên nhẫn của bản mệnh cộng với sự trợ giúp của quý nhân, bạn sẽ vượt qua những trở ngại để đạt kết quả tốt nhất. Tài chính công việc ổn định trong năm 2022 sẽ đem về mức thu nhập và nguồn tài chính vững vàng cho phụ nữ tuổi giáp ký. Mặc dù năm nhâm dần 2022 không phải là một năm khởi sắc thành công viên mãn đối với bạn, nhưng bạn vẫn sẽ gặp được nhiều cơ hội đầu tư, nhiều mối làm ăn có khả năng thu lợi nhuận cao. Chuyện tình cảm năm 2022 của nữ tuổi giáp tý sẽ gặp một chút mâu thuẫn, tuy nhiên điều này sẽ nhanh chóng được khắc phục nếu bạn biết kiềm chế cảm xúc, chia sẻ và cảm thông nhiều hơn với đối phương tuổi giáp tý năm 2022 nữ mạng cần chú ý các bệnh về xương khớp, lưu thông máu huyết trong năm. Để hạn chế những điều không mong muốn về sức khỏe, nữ sinh năm 1984 nên chú ý sinh hoạt điều độ, ăn uống đủ chất dinh dưỡng và thường xuyên luyện tập thể dục để tăng sức đề kháng, cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh hơn. Trong năm nhâm dần chịu sự tác động của sao la hầu chiếu mệnh. Đặc biệt chú ý và tháng riêng ra đường nên cẩn thận, kẻo bị tai nạn, trộm cắp, mất tiền hao của vạ vào thân. Tháng 7 âm lịch nên cẩn thận đề phòng bị đau bệnh trong năm 2022 cũng đang gặp các hạn. Hạn kim lâu, hạn tuổi này chú ý về tình cảm của thành viên của gia đình có thể bất hòa, công việc làm ăn không thuận lợi. Đặc biệt tử vi tuổi giáp tý năm 2022 nữ mạng nếu làm nhà xây dựng thì cẩn thận về tai nạn, khi tiến hành công việc nên cân nhắc kỹ lưỡng, và mua xe cộ khó tránh tai nạn. Hạn hoang ốc, lục hoang ốc, đây là hạn liên quan tới làm nhà dễ dẫn tới sinh ra quấy phá bởi tà ma. Công việc không được thành công vì bị người khác phá hoại, Tam tai, nữ mạng sinh năm 1984 gặp hạn tam tai cần chú ý tình cảm gia đạo không được tốt, nhất là giữa hai vợ chồng, dễ xuất hiện những mâu thuẫn, tranh cãi khiến nhà cửa không yên. Công việc làm ăn cũng không thuận lợi, có nhiều bất lợi và không đạt được kết quả như mong muốn. Tuổi giáp tý nữ mạng bước sang năm 40 tuổi, tức là năm quý mão 2023. Đây là năm sung của tuổi bổn mạng nên cẩn trọng trong công việc, về phương diện công danh sự nghiệp không thuận cho lắm, sức khỏe không được tốt, hay ốm bệnh trong năm quý mão gặp hạn tam kheo là hạn chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Người gặp phải hạn tam kheo có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô sát mà gây ra chấn thương. Cũng không nên ở những nơi ẩm thấp khiến bệnh xương khớp bị ảnh hưởng. Ngoài ra cũng cần đề phòng các chấn thương ngoại khoa. Năm quý mão đây là năm đầu tiên của hạn tam tai, bạn nữ tuổi giáp tý không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại năm này cũng phạm năm hình thái tuế năm hạn thái tuế hình tuổi cầm tinh trong những năm này bản mệnh cần hết sức cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng tiểu nhân hãm hại bị phạt tiền mất việc bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề hạn chế đi đám ma đám hiếu không vào phòng sinh đẻ điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm thái tuế cũng xui xẻo nhưng ngũ hành sinh khắc tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng. Ví dụ đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ. Đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ heo hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm thái tuế, làm cho bạn rất dễ mắc phải tâm bệnh khó chữa tà ma quấy phá không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự tốt nhất, nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn nại hoặc không nên tham gia. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào phạm thái tế tối kỳ bốc đồng, sốc nổi, đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương, hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn tuổi giáp tý nữ mạng bước sang năm 41 tuổi, tức là năm giáp thìn 2024. Năm này bạn gặp sao thổ tú chiếu mệnh và hạn huỳnh tuyền. Sao thổ tú là hung tinh trong cửu diệu niên hạn. Hạn thổ tú còn được gọi là ác tinh, dễ mang tai họa, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ. Người gặp sao thổ tú nếu không đề phòng sẽ bị tiểu nhân dèm pha, xuất hành không thuận lợi, gặp khó khăn trốn quan trường. Sao thổ tú đến với tuổi nào thường thử thách lòng kiên trì, bản lĩnh của tuổi đó ban đầu công việc các mối quan hệ xã hội có thể không thuận lợi như mong muốn nhưng nếu bản mệnh có sự chuẩn bị có tâm huyết và tinh thần trách nhiệm thì vẫn sẽ gạt được những kết quả như ý về hôn nhân gia đình dễ xảy ra xung đột gia đạo hay căng thẳng bản mệnh mang nhiều tâm trạng có nỗi buồn man mác không có chủ định rõ ràng do vậy cần nhất là bỏ bớt cái tôi của mình xuống cùng chia sẻ với mọi người mỗi người nhịn nhau thêm một chút thì trong nhà mới yên ấm hòa thuận hạn huỳnh tuyền huỳnh tuyền có nghĩa là suối vàng đó là con suối con nước màu vàng lấp lánh ở dưới âm phủ. Nghe tới âm phủ là đã thấy tăm tối, nặng nề rồi, vậy là không hề an toàn, đầy nguy hiểm. Gặp hạn huỳnh tiền có thể đau ốm tới mức có thể từ giã trần ai, để rũ bỏ bụi trần, ngao du tiên cảnh. Khi nói tới hạn huỳnh tiền, người xưa có câu, huỳnh tiền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Vậy là có thể thấy gặp nạn huỳnh tiền là hoàn toàn xấu, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Cần hết sức cẩn trọng. Sức khỏe, như câu nói ở trên, rõ ràng có thể thấy hạn huỳnh tiền chủ về bệnh tật người gặp nạn này dễ mắc đau đầu chóng mặt ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày đặc biệt các bệnh liên quan tới mắt tay chân do đó trong sinh hoạt công việc hàng ngày cần phải được chú ý làm ăn hạn huỳnh tiền sẽ mang tới khó khăn bất lợi sẽ dồn tới nếu công việc kinh doanh buôn bán bằng đường thủy hay liên quan tới sông nước vì huỳnh tiền chính là suối vàng tham gia vào các hoạt động kinh doanh buôn bán trên sông nước sẽ cực kỳ nguy hiểm khi gặp phải nạn này tốt hơn hết nên tránh những hoạt động kinh doanh này để không gặp phải hậu quả khôn lường cuộc sống, không nên liên quan tới tòa án dù là việc gì hay vì ai, dù là đứng ra làm chứng hay có liên quan trực tiếp trong những rắc rối pháp luật đó vì bạn sẽ gặp phải tai họa, mất tiền mất của, không có bình an trong gia đình. Khi gặp hạn huỳnh tiền, người gặp nạn này sẽ dễ mắc bệnh tật. Một khi có bệnh tật sẽ lại dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Bạn sẽ phải hao tốn tiền của vì thuốc thang, chữa trị, không những vậy còn tốn thời gian công sức, chẳng thể tham gia vào những hoạt động, công việc khác. Sức khỏe không tốt dẫn tới không thể làm tốt công việc kinh doanh, không đưa ra được ý kiến, quyết định đúng đắn, dẫn tới nhiều thất bại, khó khăn, thậm chí có thể khiến cuộc sống trở nên bế tắc. Cách hóa giải hạn huỳnh tiền. Cần tránh đầu tư kinh doanh quy mô lớn, không vay mượn tiền hay nhận bảo lãnh vay tiền. Không đi đến những chỗ sông nước. Vấn đề sức khỏe cũng phải chú ý giữ gìn nên xây dựng kế hoạch làm việc, nghỉ ngơi hợp lý và khoa học nên luyện tập trao đổi sức khỏe. Đối với người cao tuổi bị cao huyết áp cần áp dụng chế độ dinh dưỡng riêng biệt, giảm lượng muối, mỡ và chất kích thích vì những thực phẩm này rất có hại cho bệnh nhân cao huyết áp, tai biến, đột quỵ. Nguyên tắc chung để tăng cường may mắn, hạn chế điểm xấu là tu nhân tích đức, chăm làm việc thiện. Đây đều là những điều nên làm nên không phải gặp năm hạn mới thực hiện mà cần làm thường xuyên sẽ giúp tăng thêm phúc đức vận may. Tuổi giáp tý nữ mạng bước sang năm 42 tuổi, tức là năm Ất Tỵ 2025. Năm này bạn gặp hạn Diêm Vương và Sao La hầu chiếu mệnh. Hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng, khi gặp Hạn Diêm Vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu. Nếu không chú ý điều trị, giữ gìn có thể vong mạng về chầu Diêm Vương. Đối với những người khác khi gặp hạn này thì may mắn, hành thông, tài lộc của cải dồi dào, sung túc. Cách giải hạn Diêm Vương. Thứ nhất, đối với phụ nữ mang thai, vận dụng cách giải hạn Diêm Vương thì cần có chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt dinh dưỡng hợp lý nên nghỉ những công việc ngoài xã hội không tham gia làm các việc nặng nhọc nguy hiểm trong gia đình hạn chế tham gia giao thông nên tới các cơ sở y tế để thăm khám kiểm tra sức khỏe định kỳ ngoài ra cần áp dụng chế độ dinh dưỡng theo lời khuyên của các chuyên gia y tế không nên ăn uống tùy tiện đặc biệt các thực phẩm tính hàn như thịt trâu thực phẩm có độc tố không nên đi viếng tang lại gần tử thi thứ hai cách giải hạn diêm vương đối với những người bị mắc bệnh thì cần chủ động khám điều trị và có những biện pháp ăn kiêng điều dưỡng tập luyện phù hợp với đặc điểm thể trạng và bệnh tình đặc biệt không nên chủ quan lơ là trong vấn đề sức khỏe bệnh tật e là sẽ có biến nguy hiểm đây cũng là một cách giải hạn diêm vương rất được xem trọng thứ ba đối với những người khỏe mạnh bình thường nên giữ gìn sức khỏe tăng cường hoạt động trong các hoạt động kinh tế sẽ gặp thuận lợi may mắn có thể thu được nhiều tài lộc của cải theo phân tích của nhiều chuyên gia lý số thì đây là một cơ hội vàng để đẩy mạnh các hoạt động kinh tế thương mại công danh sự nghiệp có thể gặp thành quả rất đáng tự hào Thứ tư, đối với tất cả mọi người thì cách giải hạn diêm vương tốt nhất là nên trau rồi phẩm hạnh, đạo đức và làm nhiều việc thiện, việc tốt tích thêm phúc đức. Sao la hầu chiếu mệnh. Người bị sao la hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết tai mắt. Người nào mệnh kim và mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn mệnh khác vì sao này thuộc hành kim. Giai đoạn từ năm 43 tuổi đến 50 tuổi. Năm 43 tuổi có nhiều việc buồn phiền, không may mắn, năm này làm ăn lớn sẽ bị thất bại, cuộc sống có nhiều việc lo âu vào những tháng 5, tháng 7 và tháng 9. Năm 44 tuổi khá tốt đẹp tài lộc dồi dào, công việc làm ăn có nhiều thắng lợi vào những tháng 4, 7 và tháng 10 âm lịch. Năm 45 tuổi, năm này xấu vào tháng Giêng, 2, 3 có tài lộc tháng 6, 7 không nên đi xa hay xuất phát tiền bạc ngoài ra, những tháng khác trung bình năm 46 tuổi và 47 tuổi, hai năm đầy đủ làm ăn có nhiều kết quả, tình cảm vượng phát mạnh. Năm 48 và 49 tuổi, nên cẩn thận về tiền bạc. Vào năm 48 tuổi, kỵ vào tháng 9 âm lịch. Năm 49 tuổi, có nhiều tai hại nên kiêng cữ, cẩn thận vào tháng 4 âm lịch. Năm 50 tuổi, có đầy triển vọng về tiền bạc, sự nghiệp cũng như về tình cảm. Giai đoạn từ năm 51 tuổi đến 55 tuổi. Năm 51 tuổi, khá tốt đẹp về tài lộc và tình cảm, có những phát triển về nghề nghiệp. Năm 52 tuổi có thể gặp nhiều may mắn vào tháng 8 âm lịch trở đi. Năm 53 tuổi, bình thường không có gì xảy ra trong cuộc đời trừ bệnh tật nhỏ nhặt. Năm 54 tuổi và 55 tuổi, hai năm này gia đình êm ấm, tài lộc điều hòa, mọi việc làm ăn đều có thể phát triển được. Giai đoạn từ năm 56 tuổi đến 60 tuổi. Năm 56 tuổi có nhiều điều tốt đẹp. Năm 57 tuổi lo lắng cho bản thân, tình cảm vượng phát, tiền bạc dễ chịu năm 58 tuổi và 59 tuổi đầy đủ và hai năm này không được tốt về phần tài lộc và phần mạng số của bạn. Cẩn thận việc xuất hành rất có tai hại nhất là tháng 6 âm lịch năm 58 tuổi và tháng 10 năm 59 tuổi. Năm 60 tuổi được đầy đủ, gia đình tròn vẹn và hạnh phúc. Năm này về phần bản thân không có việc gì quan trọng xảy ra. Những năm khó khăn nhất đối với tuổi giáp tý nữ mạng. Từ vi tuổi giáp tý nữ mạng có những năm bạn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, những năm này bạn không tạo được nhiều sự may mắn, đó là những năm bạn ở vào số tuổi, 19, 24, 31 và 38 tuổi. Những năm này bạn khó tạo được tiền bạc cũng như tất cả mọi khía cạnh khác. Những năm khó khăn nhất đã qua, bạn vượt qua được là một sự may mắn cho cuộc đời, tuy những năm quá nhiều khó khăn, đau buồn, lo nghĩ dồn dập, bạn nhờ ở sự an ủi của bạn bè nhiều hơn là gia đình thân tộc. Bạn nên nhớ lại, lấy kinh nghiệm đó mà làm căn bản cho cuộc sống ngày nay vậy. Ngày giờ xuất hành hạp nhất. Tuổi giáp tý có những ngày, giờ xuất hành hạp nhất, đó là những ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Xuất hành vào những ngày, giờ và tháng nói trên, bạn gặp được nhiều sự may mắn trong vấn đề tiền bạc cũng như về mọi khía cạnh khác. Không sợ sự thất bại. Những tuổi hạp làm ăn, cộng tác giúp tăng tài, tiến lộc cho tuổi giáp tý nữ mạng. Tuổi giáp tý nữ mạng sau đây là sự làm ăn của bạn, phải cần chọn lựa người có hạp với phần tuổi của mình thì công việc làm ăn mới mong phát triển được đầy đủ và dồi dào. Tuổi Giáp Tý rất hợp với những tuổi này trong mọi sự làm ăn hay mọi khía cạnh trên cuộc đời. Đó là tuổi Giáp Tý hợp với những tuổi này, Giáp Tý, Bính Dần, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ. Những tuổi này hợp với tuổi Giáp Tý trong mọi việc trong suốt cuộc đời. Về gia đạo, công danh của tuổi Giáp Tý nữ mạng. Tuổi Giáp Tý công danh vẫn ở vào mức độ bình thường. Phần gia đạo có nhiều rối rắm về tuổi nhỏ, nhưng vào hậu vận và trung vận thì được êm ái, phần con cái có nhiều kết quả mong muốn và đầy đủ đàng hoàng sự nghiệp bắt đầu vững chắc từ năm 30 tuổi. Tiền tài đều đặn và có thể lên cao vào hậu vận, có thể thành công to về tiền bạc vào thời kỳ 40 tuổi trở đi. Những ưu và nhược điểm của tuổi giáp tý nữ mạng. Ưu điểm. Người tuổi tý có trí nhớ rất tuyệt vời, họ ghi nhớ từng tất cả mọi thứ từ chi tiết nhỏ đến chi tiết lớn rất lâu, họ thích đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đó, đây cũng là một thú vui trong cuộc sống của họ. Do đó người tuổi tý có tiềm năng để trở thành nhà văn, nhà báo giỏi. Người tuổi Tý làm bất cứ nghề gì, việc gì họ cũng đều gặt hái được những thành công nhất định. Họ thích đương đầu để khắc phục mọi khó khăn, sáng tạo. Họ là người có trực giác bén nhạy, có tầm nhìn xa trông rộng, có năng khiếu kinh doanh buôn bán. Với người tuổi Tý khó khăn khiến họ càng thành đạt hơn nữa. Trong mọi tình huống nguy hiểm, người tuổi Tý luôn có những cách giải quyết tối ưu. Họ là người thận trọng, thường đưa ra những phương án cách giải quyết ít mạo hiểm. Tuy nhiên họ lại là người có năng lực dự đoán nguy hiểm và họ biết dừng đúng lúc trước khi tình trạng tồi tệ xảy ra người tuổi tý luôn biết kính trên nhường dưới họ luôn quan tâm chăm sóc trẻ nhỏ và luôn tin tưởng những người ở trên mình nhược điểm của người tuổi tý tuổi tý đôi khi khá rè rặt và thường che giấu cảm xúc mạnh mẽ của mình khi buồn họ có thể xuất hiện lo lắng có khi là đề cao và tỏ ra quan trọng họ không thích sự trễ giờ và những lãng phí không cần thiết họ cũng không ưa những người lười biếng hay những người thất hứa người tuổi tý thích phê phán châm biếng người khác đôi lúc họ lại quá nhiều lời khi mua bán họ có kè bớt một thêm hai những người sinh năm Tý thường có tính cách hễ đặt mục tiêu dành dụng tiền bạc thì họ sẽ quyết tâm thực hiện cho bằng được. Nếu chưa đạt được mục tiêu họ sẽ chưa ngơi tay. Nói chung người tuổi Tý họ là những người hết sức cần cù. Chính vì thế trong cuộc đời mình họ rất ít khi phải lo lắng hay gặp khó khăn về tiền bạc. Tuy nhiên vì lòng dạ mềm yếu nên đôi khi tuổi Tý bị người khác lợi dụng và lừa gạt. Người tuổi Tý có một điểm yếu là quá tham công tiếc việc dẫn đến tình trạng suy nhược về sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.